Nếu em yêu cái mặn mà thì về quán Nam quê anh. Nếu em ưa cái nồng cay thì về quán Nam ân tình. Người ở miền Trung thì về Hội An anh xem. Nếu em ưa đến trời xanh thì về làng Du Hành. Rồi về Hòa Vang nghe mùi xôi lê mới. Rồi về làng anh em làm dâu nhà. Trong thu nếu em ưa thánh địa linh thì về Mỹ Sơn anh nhìn. Rồi chờ hè sáng nghe từng cơn gió lâu. Rồi ngồi thêm trắng nghe mẹ anh ngỏ qua. Cái mà
đồng.